Trong các loại nám và tàn nhang thì nám đốm là loại khó điều trị nhất. Nám đốm thường xuất hiện theo dạng chấm tròn nhỏ, mọc thành từng đám, mọc chủ yếu ở hai bên gò má. Sở dĩ nám đốm khó điều trị nhất là bởi nám đốm tuy có diện tích nhỏ nhưng có chân nằm ở rất sâu tận dưới lớp đáy của biểu bì. Có những chân nám nằm xuyên sâu qua 5 lớp của biểu bì da. Vì vậy, với những phương pháp như lột tẩy giúp loại bỏ lớp da trên cùng gần như không có hiệu quả. Với vị thế đi đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ quốc tế Bali luôn tiếp cận chuyển giao những công nghệ làm đẹp tiên tiến nhất, hiệu quả nhất và tiện ích nhất. Phần lớn những băn khoăn về nhan sắc đều được thẩm mỹ quốc tế Bali giải quyết một cách triệt để, mang lại hiệu quả vượt trội. Với tình trạng bị nám, nám màng, nám đốm hay tàn nhang đều được giải quyết tận gốc với công nghệ của Mỹ mang tên Spectra Laser Toning, hiện nay đang áp dụng rất khả quan tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Spectra Laser đã được Bộ Y tế Mỹ FDA chứng nhận cho việc điều trị hiệu quả cho tình trạng hư tổn của da. Spectra Laser Toning đặc trị nám đốm, nám màng hay các dạng nám kháng trị khác với kết quả trị nám hiệu quả vượt trội, loại bỏ tới 80-90% lượng nám trên da sau một liệu trình điều trị từ 6-8 lần. Điều trị nám bằng laser toning không gây đau, không để lại sẹo. Đặc biệt, ngoài việc trị nám, với công nghệ này còn giúp tái tạo tế bào da nhanh chóng và thu hẹp lỗ chân lông, đem lại cho bạn một làn da trắng sáng, khỏe mạnh. Spectra Laser với hoạt động năng lượng đỉnh cao là 500 MW và độ rộng xung cực ngắn. Hoạt động này không những không làm ảnh hưởng đến các mô xung quanh mà còn giúp nhắm đến chính xác nguyên nhân gây nám ở biểu bì và hạ bì. Cách đây 2 tuần, mình đã đến thẩm mỹ quốc tế Bali để trải nghiệm công nghệ điều trị nám thế hệ mới. Sau khi sử dụng công nghệ này, mình cảm thấy hoàn toàn hài lòng vì đây là công nghệ rất an toàn và hiệu quả. Làn da của mình đã hoàn toàn trắng mịn, những vết nám không còn trên khuôn mặt mình nữa và mình xin cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Spectra Laser Toning là công nghệ điều trị nám an toàn, không tác dụng phụ, không tăng sắc tố, không đau và không gây bất kỳ tổn thương nào. Với lịch trình điều trị đơn giản, dễ đạt được kết quả, không cần phải nghỉ dưỡng. Sau điều trị, vùng da của bạn không những sạch nám, đều màu, tươi trẻ, mịn màng mà còn giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Ngoài đặc trị nám đốm, nám màng, tàn nhang, Spectra Laser Toning có thể xóa bớt bẩm sinh, đồi mồi. Bạn có thể tìm đến với thẩm mỹ quốc tế Bali 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội để tìm hiểu về công nghệ cũng như tham gia chương trình tư vấn soi da, kiểm tra da miễn phí.